Hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu mọi người với lô thổi lá máy cưa các bác nhé. Số thật cửa hàng bên em là 0976123370. Mời bác nào mua hàng liên hệ qua số điện thoại đấy, bên em tư vấn thêm sản phẩm các bác nhé. Thì lô này gồm có 5 cây cho các bác này. Đấy. Đây có 3 con thổi lá này. 3 thổi lá và 2 con máy cưa cho các bác này. Đấy, các bác nào mà làm trang trại thì các bác có thể đó, mua những con này. Thổi lá này, thổi lá cây, đấy, vườn nhà, biệt thự các kiểu, hay là thổi sân bóng, hay là sân trường các kiểu, rất là ok luôn. Đây, đây có 2 con Komatsu cho anh em nhé. 2 con Komatsu. Đây là con Hitachi Tanaka này. Một con cưa Thụy Điển này, mà một con máy rất là đẹp, cưa Echo nhé. Echo 3600 cho anh em luôn này. Rất là đẹp luôn. Rồi ok, em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô ngày hôm nay. Thì lô này là lô A các bác nhé. Con đầu tiên này, đây là con Komatsu. Con này thì cái động cơ Komatsu thì nó quá là VIP rồi. Rất là ok cho anh em luôn. Con này thì những con này trọng lượng khá là nhẹ nhá. Rất là nhẹ thôi ạ. Con này trọng lượng nó rơi tầm 4kg thôi. Cầm tay rất là nhẹ nhàng mà làm việc khá năng suất. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em luôn. A1 ngày hôm nay. Đây A1 ngày hôm nay là một con Komatsu, động cơ này thì chạy không phải nghĩ đâu, cực kỳ bền bỉ luôn cho anh em. Đây, máy móc còn rất là đẹp nhá. Ok, sau đây em sẽ test tiếng máy cho anh em này, test luôn này. Rất là nhẹ nổ luôn. A1 ngày hôm nay khá là mạnh, 1.900.000 bao ship cho anh em này. Đó, máy rất là đẹp luôn rồi. Rồi A2 là con Komatsu. Đây, con này máy rất là đẹp luôn cho anh em. Động cơ Komatsu chạy bao bền, bao tiết kiệm nhiên liệu. Những con này thì các bác chạy cả ngày, cùng lắm là hết tầm 1.5 lít xong, các bác thổi cả ngày luôn. Cái sân tầm 1.000m thì các bác chắc thổi tầm 15-20 phút là sạch thôi, không phải cúi lưng quét cho gì cho mệt mỏi các bác ạ. Đấy. Cái con này thì cái tem này em dán cái tem Mitsubishi nhìn cho nó VIP nhá. Thực ra nó là máy Komatsu cho anh em luôn này. Đây. Nó còn có cái đệm để đỡ bụi bẩn ở cái phần chế này nhá. Cho cái phần ga nó vận hành rất là tốt nhá. Đó. Ok. Con là A2. Đây em sẽ thổi cho bác. Máy rất là nhẹ nổ luôn cho anh em. Rất là khỏe nhá. Rất là khỏe nhá. Rồi A2 1.900.000 bao ship ạ. Ê A3. A3 này một con Hitachi, máy còn rất là đẹp các bác có thể thấy này. Con này thì ống hút nó, nó dài hơn một chút xíu. Thì trọng lượng nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Trọng lượng nó rơi tầm 4kg. Rất là máy rất là đẹp ạ. Đặc biệt nhá. Đây, em sẽ quay chi tiết máy quang này. Những con này là hàng Nhật bãi cho nên là chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt này. Nó rất là bền bỉ cho anh em luôn này. Đấy. Con này các bác về thổi sân vườn thì rất là nhàn nhã luôn. A3 giá là 2 triệu nhá. Ok, đây em sẽ test các bác. Rất là nhẹ nổ luôn ạ. Mạnh như gió bão luôn. Bão cấp 10 mấy luôn ạ. Rất là mạnh nhá. Thì vừa ông nãy có điện thoại nên là hơi gián đoạn thì các bác thông cảm. Rồi thì con A3 thổi lá nhá, Hitachi này, giá là 2 triệu bao ship cho các bác luôn này. Ok luôn. Rồi con A4 này. A4 này là một con máy cưa nhá. Con này là máy cưa hút pana luôn cho anh em này. Đấy, lam zin này, xích zin này, còn rất là đẹp luôn, lam còn nguyên chữ này, làm nguyên zin nhá.
Con này là làm bánh răng nhá. Xích thì xích chung. Đó. Máy còn khá là ok, những cái dòng hút Pana này các bác biết rồi. Miền Bắc rất là thích luôn. Con này hút Pana 36 nhá, con này 36cc. Đấy thì lam nó là lam 40. Con này thì lạ, con này lam 45 cho anh em nhá, lam 45 ạ. Thì các bác có thể cưa những cái cây màu vanh 40. Rất là khỏe luôn. Dòng hút này thì chạy thì nó thương hiệu đẳng cấp rồi. Đã được khẳng định nhá. Các bác nào mà dùng những con này mà dùng làm trang trại hay gia đình thì khá ok luôn cho anh em. Máy công suất tầm trung. Đấy. Hút Pana này. Máy tất cả đều zin nguyên bản nhá. Chạy chế độ Unbro, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho anh em luôn ạ. Bác nào mà kết thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0976 12330 thì em sẽ tư vấn thêm nhá. Đây. Ốc xích là 13 nhá. Ok. Giờ đây em test. Tiếp đây. Test cho các bác nhá. Bạn à, đây đây. Công tắc này đã. Rất là nhẹ nhổ luôn. Rồi, con A4 ngày hôm nay giá là 2,5 triệu bao ship cho anh em này. Ok, vì nó đã hết nhớ thải nhá. Đấy, các bác thông cảm đây, nó ra được dây được. A4, 2,5 triệu bao ship cho anh em. Ok, đến con cuối cùng ngày hôm nay A5 là một con cưa Echo. Con này thì quá xuất sắc rồi. Các bác nào mà dùng cưa Echo rồi các bác biết. À, tất cả đều là nóng đứng nhá. Tất cả đều là nòng đứng, con này Echo 3600, máy rất là đẹp luôn, nòng đứng cực kỳ nhạy nổ này, đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác. Máy chạy khá là bền, con này chạy lam Latin luôn cho anh em này, quá là đẹp luôn. Làm zin, làm nguyên bản xích chung nhá. Con này chỉ làm là làm 45 cho các bác này. Cắt vanh 40 trở về ok luôn, con này cắt gia đình hay là cắt gốc mỡ gốc keo quế ok luôn này. Con này có trợ lực luôn này, rất là vip luôn ạ. Có bơm xăng phụ nhá, bơm xăng phụ này. Ok, máy còn khá là đẹp. Con này thì đẹp nó long lanh rồi, nó đẹp như ngọc trinh vậy. Làm zin nhá, làm bánh Latin luôn cho anh em nhá. Echo 3600 đây, thông số máy này 35,8cc này. Đó, các bác thì thấy này. Đó. Con này nòng tầm 40 nhá. Ok, rất là mạnh luôn ạ. Ok, bây giờ em sẽ test thử tiếng máy cho các bác này. Đó. Thì do hôm nay thì do em hơi bận nên là em không có châm nhớt thải vào cái buồng nhớt ấy xích nhá. Thì các bạn nào quan tâm thì em sẽ test cụ thể cho các bác luôn ạ. Thậm chí cắt gỗ luôn cho các bác nhé. Máy thì vip rồi. Ok. Thì con A5 ngày hôm nay giá là 2,6 triệu bao ship cho các bác này. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm cứ liên hệ qua số điện thoại 0976 12330. Em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.